Đam mê cờ bạc đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối tượng này, đó là Đặng Thanh Dũng, 40 tuổi, trú quận Liên Chiểu. Dũng là tài xế xe khách nhưng mạo danh là công an mật, cảnh sát chìm để lừa đảo 4 bị hại trên địa bàn Đà Nẵng, chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng. Với nhiều chiêu trò khác nhau, Dũng đã dùng mọi thủ đoạn lừa đảo mua bán đất đai, thuê đất nhà nước, thậm chí bán cả ô tô người khác và lừa cả người bán gạo, làm từ thiện, lấy tiền để chơi cờ bạc online. Toàn bộ số tiền lừa đảo đã bị Dũng đánh bạc và thua sạch. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Đặng Thanh Dũng 14 năm tù.